Bây giờ tao lại mai tao lại giúp mày một kèo. Lúc nó đi. Cho mày một cái cần câu để câu mày... gì? Câu cá. À, câu cá. Đấy. Tôi nói cho các ông như thế này này. Bây giờ tôi sẽ giúp bạn. Tôi chỉ biết giúp bạn một cái cần câu để bạn câu cá kiếm tiền thôi. Bạn có thích không? Tôi đang nói thật đấy. Cái đầu gì? Mày ăn đầu đi. Câu, nhưng mà cái cần câu của mày là cái lưới là thả ra ngoài ao, cái lưới thả vào lưới của bạn luôn, đưa cần nữa chứ, cướp cái lưới của bạn. Cá thì bạn đi câu về nữa chứ. Mẹ cần kéo nó nhảy của thằng nào để tao đi tù à? Trời ơi, nổi đen không đi đi được kêu ngõ đen. Đấy, nãy cho này. Lưỡi cho nó cho cần rồi không biết câu. Bạn làm sao đấy bây giờ các em được chưa? Từ giờ mẹ các em, cái nó đông lắm. Kêu đông lắm. Bây giờ có 46 người đang coi mà. 46.000 mà. Ủa tao có 27.000 thôi. 27.000 thôi.